Rồi, phần 2 xin chào tất cả anh em. Chết mẹ rồi, vậy sao tôi lên? Đấy, cái chỗ này cao quá. Đấy, bự luôn. Hơi rung lắc chút nghe anh em. Lên luôn chứ. Cái gì ít bẩn, cái này gắn camera lên đầu quay có lý á ha. Khoan chờ xíu. Điều khiển cái gimbal chưa quen cho nên là nhiều khi nó cứ bị quá trái hoặc quá phải. Lên xuống. Từ từ nha. Đừng bển hả? Rồi lên đường này luôn. Rồi. Thì bình quân đi đặt vậy này mình đặt khoảng bao nhiêu cái? Vậy hả? Không mà rảnh rảnh mà đặt khoảng 30-40 cái cũng được á chứ. Vậy hả? Đây, anh ấy đang chuẩn bị chung xuống cái hang. Bây giờ đi thăm đi đông vậy chứ người ta đi đặt người ta đi có một mình à. Mà một mình mà lủi trong mấy cái lỗ này là cảm giác hơi phê ha. À, để qua cái xô này coi. Có không đây? Ô, nhiều quá chứ. Một xô không có một con luôn. Trời đất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Mà xô đó không có con nào. 10 xô rồi đó. Ừ. Xô nãy thì được 7 con. Xô kia thì không có con nào. Thôi bỏ đi. Lỡ xô xuống chứ. Còn đâu đặt được nữa. Vậy hả? Không chạy đâu đặt được. Bỏ đi nè. Xuống nha. Xuống đường rồi. À, xuống đây đúng không? Ừ. Vậy là mình đem đi khu khác mình đặt. Đưa đi bỏ túi. Thôi. Dạ. Vậy anh cứ nghĩ em đặt từ ngày hôm qua chứ. Lên đây chui. Đã lắm anh em ạ. Ây chà. Sớ rớ mà đạp vô cái nhánh cây khô là cuộc đời nở bông luôn á. Chỗ đẹp quá. Đây. Cho anh em xem một số cái ở bên trên là cây nó mọc nó che hết đầu rồi. Đó. Thấy không? Con. Rồi, còn 9 cái nữa thôi. Đi. Mệt không? Đi vô đây mà mệt gì? Mới có chút mà. Đi. Được. Cái lỗ nó hẹp lại anh em ạ. Đặt mấy nhánh cây này leo lên. Đã đó. Này mình đi có khi nào mình gặp ong không? Đó rồi. Ây da, cái hồ nó hẹp quá. Chết cha. Chân luôn, ngại gì vết bẩn. Được rồi. Đấy. Lên thoải mái. Lăng lê bò trường. Nó rớt cái điện thoại xuống dưới khe là cuộc đời nở bông luôn.
Đâu mất rồi, mới đây chung đâu mất rồi. Mới chung lên đây rồi nó biến đâu mất tiêu rồi. Đường nào vậy? Này mà gặp rắn má tôi không biết đường nào chạy luôn. Có gì vòng qua đây không? Có đi, đi lên đó còn hai cái nữa, có đi mất một số. Ờ, có không? Hai con à? Ừ, hai xô mà được hai con hả? Đi lên đó ở. Đi là còn hai con hôm nay nữa. Rồi. Đi. Tiếp tục cuộc hành trình. Coi trên rừng có ai bán gà mua một con. Ây da, lát ta quay mấy cái hố này chưa. Hố ngồi dưới đây nặng cho nè, cho dưới đây quay sang. Dạ. Ờ. Đây có nấm nè. Nấm gì đây bà con? Nấm này chắc uống vô còn bổ hơn nấm linh chi á. Nào đi thôi. Hết rồi đó. Đây, đây, cái này để anh đi thăm cho. Dạ. Chơi luôn. Ngại gì vết bẩn. Đâu? Đây nè, này hả? Đây nè, lỗ này nè. Không phải, không phải, không lỗ này. Lỗ này nè. Lỗ này hả? Ừ. Thợ nó đi đặt rồi nó cũng không nhớ chỗ nào luôn. Lỗ nó đòn ở đây cũng được nè, lỗ xuống. Dạ hả? À, chung ở đây sâu ghê á. Không bự mà. Đẹp không? Ừ. Nè. Hồi đó mấy ổng quýnh giặt, mấy ổng trốn trong đầy ngon rồi chứ. Nha. Mở cái đèn lát ra coi. Đây. Cũng không được sáng lắm. Xuống hàng nha. Ôi chà. Giống bữa đi bắt dơi quá. Rồi. Khoan, từ từ để nhớ lại coi. Cô thùng nữ nào cũng rinh mất cái thùng rồi. Nhớ con tay. Ở đây nó có cái đi đường đi lên giống cái bậc. Ui da. Chà, dưới này còn sâu lắm. Muốn làm chỗ này là trong đi kiếm con lạc nha. Ủa, dưới này nhìn xuống đen thui luôn. Đi tay. Đây, đây, đây. Để tôi quay xuống nha. Đó. Ở trong bao ta. Có nắng rọi xuống. Bây giờ không biết kia. Vô rất không có lần nào nó thấy nó ở bình bình nè. Cái hốc này chung vô chưa? Thôi rồi anh ấy giấu cái xô kỹ quá giờ đi kiếm không được rồi. Có ai? Lại cái lồng nó nè. Có ai giấu không ta? Không có, cái này mình giấu tự lạc chứ. Không mà đi đặt nhiều quá, nhiều khi cũng quên thiệt cái chứ. Ở đây. Đâu? Đây, 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 có rồi, có rồi. Có rồi, bye bye. Ở sau nó không có thằng làng luôn. Nó không có giải nè. À, nó là, nó có làm lọc 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 hả? Nó đâu có làng gì đâu. Trời ơi. Mấy con? Con chút xíu à. Trời ơi. Đi kiếm nãy giờ đừng con chút xíu. Lên được không? Được. Lên. Đây. Cửa lên, cửa lên. Đi bên nào dễ hơn ta? Đi lên cái đường hồi nãy đi. Rồi. Lên nha bà con.
Chết mẹ, đi hồi coi chừng quên cái đường lên luôn á. Không lẽ mới đi xuống mà quên cái đường lên. Căng lắm à. Một kiểu leo được hay không thôi nè. Đấy. Chưa phê. Đây, tiếp tục. Rồi, mời các anh em tới phần 3 nha.